bộ não luôn là một trong những điều bí ẩn, hấp dẫn và phức tạp nhất tồn tại trong vũ trụ. Cho đến bây giờ, khoa học đã có những bước tiến dài trong việc tìm hiểu nguyên lý hoạt động của não, nhưng vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn về trung tâm điều khiển tuyệt vời này. Não có khả năng tạo ra ý thức và ký ức, cho phép chúng ta suy nghĩ, sáng tạo, tìm hiểu, xúc cảm và điều khiển chức năng cơ thể. Phức tạp hơn bất cứ cấu trúc nào trên vũ trụ này, bộ não người được ví như kiệt tác của tạo hóa, chứa đựng sức mạnh tư duy và nhận thức chưa hề được khai phá hết, vượt trội hơn động vật cũng như máy móc mô phỏng hoạt động của chính nó. Bộ não bao gồm khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh neuron liên kết chặt chẽ với nhau thành những mạng lưới khổng lồ, tạo nên một tiểu vũ trụ mà chưa đầy 1.400 gram bên trong hộp sọ. Cấu trúc của vũ trụ và bộ não người có sự tương đồng đáng ngạc nhiên. Theo một nghiên cứu được đầu tư hàng tỷ đô la của Mỹ và châu Âu về hoạt động của não bộ, những sự tương quan giữa đại não và vũ trụ vẫn tiếp tục được tìm thấy. Hai bức hình này mô tả những sự tương đồng giữa cấu trúc của vũ trụ và bộ não con người. Mạng lưới neuron thần kinh trong một tế bào não bộ có sự tương đồng đáng kinh ngạc trước sự phân bố của vật chất tối trong vũ trụ, theo như mô phỏng bởi mô phỏng thiên niên kỷ Millennium Simulation. Những tương tác hình thành giữa vật chất và các thiên hà cũng tương tự như những tương tác có trong mạng lưới neuron thần kinh của bộ não con người. Một hố đen giống như một hạt nhân tế bào. Biên thời không của một hố đen, một dạng điểm không quay lại, point of no return, điểm mà lực hút trọng lực sẽ hút các vật thể vào trong lỗ đen, cũng giống y như màng hạt nhân của não. Biên thời không có hai lớp, giống như màng hạt nhân, rất giống với biên thời không. Nó ngăn không cho bất kỳ thứ gì đã đi vào trong có thể thoát ra ngoài. Màng hạt nhân tách rời những chất lỏng trong tế bào, ngăn chúng hòa lẫn với nhau và điều chỉnh sự trao đổi chất giữa phần bên trong và bên ngoài của hạt nhân. Một trong những điều tương tự khác là các hố đen và những tế bào sống cũng đều phát ra những lỗ hổng có bức xạ điện từ. Gần như tất cả những gì tồn tại trong vũ trụ vĩ mô đều được thu nhỏ trong một tế bào sinh học như là một vũ trụ vi mô. Nói một cách đơn giản là vũ trụ có thể được hình dung như tế bào não vậy. Con người luôn say mê với suy nghĩ rằng vũ trụ bằng cách nào đó phản ánh chúng ta. Chúng ta thấy mắt và tĩnh mạch của chúng ta được thể hiện trực quan như thế nào trong tự nhiên và tự hỏi liệu nó có ý nghĩa gì không? Thậm chí hấp dẫn hơn là bằng chứng mới cho thấy vũ trụ có thể là một bộ não khổng lồ. Trong khi ý tưởng này đã được đề xuất bởi các nhà khoa học và tác giả tiểu thuyết, các nghiên cứu mới cung cấp bằng chứng cho suy nghĩ này. Thật dễ dàng để nghĩ rằng vũ trụ chúng ta đang sống có thể là bộ não của một thực thể siêu khổng lồ nào đó. Trong suốt lịch sử loài người, các nhà khoa học đã tìm hiểu về các quy luật vật lý bằng cách nghiên cứu cách vật chất và năng lượng hoạt động trong vũ trụ. Từ nguyên tử nhỏ nhất đến thiên hà lớn nhất, mọi thứ trong vũ trụ đều tuân theo các định luật vật lý. Có lẽ vũ trụ không chỉ có ý thức giống như một bộ não, mà nó còn đang phát triển như một bộ não. Điều này đặt ra các câu hỏi, có phải chúng ta đang tồn tại như một ý nghĩ trong tâm trí của một siêu trí tuệ chăng? Liệu chúng ta chỉ là những tế bào não hoạt động trong một tâm trí của vũ trụ? Khi bạn nghĩ rằng bạn đang nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng thực tế, bạn chỉ nhìn thấy nó trong não của bạn và bộ não của bạn đưa đến kết luận rằng thế giới tồn tại bên ngoài bạn. Tất cả những suy nghĩ mà chúng ta có và tất cả những gì chúng ta quan sát được đều được tập hợp trong bộ não hay tâm trí của chúng ta. Ý thức của chúng ta về thời gian và không gian, mọi thứ chúng ta nhìn thấy, cảm nhận, nghe thấy, tất cả đều được xử lý và biến thành một tổng thể mạch lạc trong bộ não. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, vũ trụ mà chúng ta đang trải nghiệm, bao gồm cả cảm giác về không gian, đều nằm trong tâm trí. Bộ não của con người như hiện thân của vũ trụ. Vũ trụ rộng lớn bao nhiêu thì bộ não con người cũng vô tận bấy nhiêu. Bộ não ngày càng mở ra thì vũ trụ sẽ bị thu nhỏ lại trước tầm hiểu biết của con người. Không phải tự phụ khi so sánh bộ não người với vũ trụ. Thế nhưng bộ não cũng mênh mông và khôn lường như sự vô tận của vũ trụ vậy. Khoa học đã chỉ ra rằng số lượng dây thần kinh trong bộ não con người có khoảng trên 100.000 tỷ tế bào synapse, cũng gần như tương đương với số lượng tinh tú trong dải ngân hà của chúng ta. Nếu tính luôn tất cả các tế bào liên kết, mỗi tế bào liên kết trực tiếp với 10.000 tế bào khác, thì con số này sẽ tăng lên đến mức phi thường. Vì vậy, bộ não thực sự là một cấu trúc vũ trụ thu nhỏ. Sức mạnh của bộ não con người có thể biến vô hình thành hữu hình. Nó cũng giống như việc sự việc xảy ra hàng nghìn, hàng triệu năm trong quá khứ vẫn được tái hiện trong tương lai. Nhà bác học Edison đã nói,
Trong thành công của tôi thì có 99% là mồ hôi nước mắt, chỉ có 1% là do trời phú. Vũ trụ rộng lớn như ngày nay cũng không phải tự nhiên mà có. Bởi vũ trụ cũng phải luôn luôn vận động để tự bản thân nó mở rộng. Nhiều nhà khoa học tin rằng vũ trụ được hình thành từ vụ nổ Big Bang cách đây 13,8 tỷ năm. Con người có phần thiệt thòi hơn vì đã sinh ra sau vũ trụ với thời gian quá lớn. Thế nhưng không vì thế mà chúng ta chịu thua vốn hiểu biết về vũ trụ. Nhờ sự vận động của não bộ khiến con người hiểu được quá khứ và tương lai của vũ trụ, thậm chí là chinh phục cả vũ trụ. Bộ não của con người có thể tạo ra khả năng không giới hạn. Kỳ thực con người mới chỉ sử dụng được vài phần trăm não bộ vào hoạt động ý thức, vậy mà tạo nên nhiều kỳ tích phi thường. Nếu muốn sử dụng được nhiều phần trăm não bộ hơn nữa, tất yếu bộ não của chúng ta cũng phải vận động nhiều hơn nữa. Chỉ có vận động thì bộ não con người mới ngày càng được mở ra. Sự phát triển của bộ não cũng có thể hiểu thông qua sự nhận thức. Xã hội càng phát triển thì nhận thức của con người càng cao, điều đó càng chứng tỏ mối quan hệ tương tác giữa xã hội với con người. Khi xã hội còn sơ khai, đồng nghĩa với việc nhận thức con người còn thấp, mọi sự vật, hiện tượng xảy ra trong tự nhiên đều giải quyết bằng trí tưởng tượng, rồi sau mới đến thực tiễn. Ban đầu chưa biết gì về trời, đất thì con người chúng ta bắt đầu tưởng tượng ra trời tròn, đất vuông. Nhờ vào não bộ, nhiều người nhận thức được rằng quan điểm suy đoán không bao giờ chính xác tuyệt đối. Do đó, đoàn thám hiểm của Magellan đã thực hiện chuyến đi vòng quanh trái đất bằng đường biển từ năm 1519 đến 1522, kết quả chứng thực trái đất hình tròn chứ không phải hình vuông. Nhờ vào bộ não mà loài người mới có thể thu gặt được những thành tựu to lớn như ngày nay. Các thành tựu về văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, v.v. có được đều bắt nguồn từ sự vận dụng của bộ não. Sức mạnh của bộ não con người có thể làm cho xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh, nhưng cũng có thể sinh ra sự hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Như trường hợp năm 1945, quân đội Mỹ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Kết quả hơn 200.000 người bị chết là minh chứng của sự hủy diệt. Thành quả lớn nhất của con người chính là tạo ra cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã giúp con người tạo ra nhiều của cải cho xã hội chỉ trong thời gian ngắn, trong khi sức lao động chân tay thì ngày càng được giảm đi. Chính khoa học công nghệ đã đưa con người bay vào vũ trụ, và cũng chính nó đã giúp con người chúng ta đứng ở trái đất nhòm lên vũ trụ, để rồi biết rằng hóa ra các tinh tú trên bầu trời cũng chính là các hành tinh to lớn chẳng kém gì trái đất, chứ không phải là các lỗ hổng của tấm vải dệt nên bầu trời. Và qua đó, ánh sáng chói lọi được chiếu qua bằng một thế giới khác, chính là thiên đàng, như một số quan điểm của những nền văn minh cổ đại tưởng tượng ra. Khoa học càng hiện đại thì càng giúp con người sớm tìm ra được sự thật của vũ trụ. Điều này cũng đồng nghĩa, bộ não ngày càng mở ra thì vũ trụ sẽ bị thu nhỏ lại trước tầm hiểu biết của loài người. Tuy nhiên, vũ trụ thì có thể tồn tại vô hạn, còn đời người thì hữu hạn. Vì biết được quy luật này nên con người đã lưu giữ lại những kiến thức của mình để truyền lại cho hậu thế. Mỹ là một quốc gia có số lượng các nhà khoa học đến sống và nghiên cứu nhiều nhất trên thế giới. Do đó, có thể nói, các nhà khoa học chính là linh hồn của nước Mỹ. Bởi nhờ vào thành tựu của các nhà khoa học tạo ra, nước Mỹ mới phát triển được như ngày nay. Biết tận dụng những nhân tài để kiến thiết đất nước sẽ như một chiếc xe đạp được gắn động cơ. Để những kiến thức của những người lỗi lạc trong tất cả các lĩnh vực được nhân rộng, nước Mỹ đã cho lập nhiều trường đại học. Chỉ có giáo dục mới giúp con người kế thừa những kiến thức tinh hoa một cách khoa học và bài bản nhất. Sau kế thừa, tất yếu sẽ là phát huy và sáng tạo ra cái mới. Do đó, thông qua môi trường giáo dục, nước Mỹ ngày càng không ngừng đào tạo ra nhiều con người lỗi lạc ở mọi lĩnh vực. Và chính họ lại tiếp tục sự nghiệp dang dở của những người đi trước để rồi góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển văn minh của nhân loại. Chỉ khi hiểu biết một cách khoa học thì bộ não con người mới ngày càng mở ra. Khi đó, tất yếu vũ trụ sẽ bị thu nhỏ lại trước tầm hiểu biết của con người. Ngược lại, nếu không hiểu biết, đừng nói đến vũ trụ, ngay cả một vấn đề nhỏ của xã hội trong trí não của chúng ta cũng mãi là vực thẳm,